hai quá chở mà cái chiếc. San xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Phạm San Cuộc Sống Trung Quốc. Bữa hôm nay sáng sớm thì công an đã đứng ở đường để dẹp xe. Những chiếc xe ô tô đậu ở lề đường không đúng vạch thì sẽ bị dán giấy và sau đó phạt tiền từ 300.000 trở lên. Ở bên đây xe ô tô rất là nhiều, không có chỗ mà để luôn ạ. Mỗi lần San đi đón Quang Trạch thì con phải chạy lên tầng 3 chơi một lúc mới chịu về ông bà cô chú ạ. Chơi hết ở trên tầng rồi lát nữa lại xuống dưới tầng mà cứ lủi thủi một mình không thấy nhàm chán gì đâu ạ. Sao? Lý miên nó mấy đấn à? Ở trong đây không có ai, có mình con chơi à? Đây là phòng hiệu trưởng. Trượt. Ê, đi chỗ Na Viên. Na Viên chỗ. Có đường không đi. Nếu mà nó phá ra chưa? Chào chị ạ. Mẹ thấy mẹ đi đón một cái là nhảy tót lên đây để chơi. Học ba. Đây là phòng để chụp ảnh. Gặp nghe cái bạn hôm nọ đánh con chạy đấy. Trời ơi. Nó cứ su bao có phăng xe lại mà. Trời ơi. Hai con cháu ông cô chú. Mình chơi không mà? Đây, cô Wan đâu? Chú sư đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan. Hà Lan. Hà Lan. Hà Lan sao mi giờ? Chú sư Wan đâu mà? Nhìn là bộ phân ta Wan đâu, cái xảo Wan đâu mà? Ui, yêu bố chí tạo. Sao mà chắc là đi yêu bố chí tạo bà? Yêu á, ní xua ta Wan đâu, cái xảo Wan đâu yêu. Yêu sư chơi yêu. Sư vậy mà? Không biết là có phải là có đậu này. Ở bên Việt Nam mình có hai loại hay có một loại đậu Hà Lan và cô chú ở bên này họ có hai loại. Hai loại. Loại này là loại to nè. Còn loại này là loại bé này, chắc rất to. Hạt bé. Hôm bữa về quê thì mẹ chồng San chuẩn bị cho mấy loại rau đem qua thành phố ăn không bà cô chú ạ. Cái rau này để một ngày mà nó hỏng hết ông bà cô chú ạ. Nó hỏng rồi, rau xà lách thì ăn ngay. Cà bắp nữa. Thời tiết nó đang nóng nên là rau nó nhanh hỏng. Ba cái cây này nữa. Cái cây này bên mình có không cả nhà? San làm một cây rồi ạ, còn hai cây nó để ở trong tủ lạnh. Mà cái tủ lạnh nó bé quá. Ôi, đem về đây toàn đất nữa. Ôi, đỗ để ngoài trời ạ. À, hỏng rồi. Sao nó mốc nhiều lên đỗ bà cô chú ạ. Trời có nước ạ. Nước nó nhanh hỏng lắm à. Bóc hết ra để vào trong tủ lạnh. Hôm nay xào cơm với xúc xích này, ngô và đậu Hà Lan.
还有个扬州炒饭。扬州炒饭什么东西？就是我们这边的一个名字。胡萝卜啊，火腿肠啊。没有胡萝卜哎。没有胡萝卜就不给胡萝卜。nhà sàn thì không có cà rốt á, nếu mà có cà rốt nữa thì nhưng mà thôi, nhà có cái gì thì mình xào cái đấy. Ngô mình sẽ dùng dao thái ra chứ không lấy cái gốc á, lấy gốc thì ăn sẽ không ngon ạ. Cơm bữa hôm qua san thổ nhiều quá nên là để đến hôm nay mình sẽ làm món cơm chiên. Làm món cơm chiên Dương Châu này á thì mình nên nấu cơm từ ngày hôm trước, sau đó để qua đêm, tốt nhất là để trong tủ lạnh một đêm, ngày hôm sau lấy ra chiên thì cơm sẽ ngon hơn, hạt cơm không có dính vào nhau ba cô chú ạ. Cả nhà mình nếu mà muốn làm món này á thì nên mua tôm sẽ ngon hơn đấy ạ. Ở nhà San hôm qua ăn rồi nên là hôm nay có rau gì thì mình làm rau nấy thôi ạ. Cái loại nhỏ ván gọi là chín đậu, cái loại to gọi là chán đậu. Cái loại đậu bằng này không bà cô chú ạ. Trước tiên mình sẽ luộc ngô và đậu Hà Lan. Nếu mà cả nhà mình có tôm thì bỏ cùng vào luộc nha. Trong lúc đợi chờ thì mình sẽ làm món rau này. Sau đó là sẽ thái sợi. Mình chiên trứng nè, rồi đổ xúc xích vào. Xúc xích với trứng mình chiên cho thật vàng. Rồi tiếp theo đổ cơm vào. Cơm này bữa qua San thổi á, nhưng mà không có để bên trong tủ lạnh. Cả nhà mình muốn ăn ngon hơn á, thì nên để vào trong tủ lạnh nha. Chiên cơm với trứng tầm 1-2 phút, tiếp theo đổ ngô và đậu Hà Lan mới luộc vào, hất hất vài cái.
bỏ gia vị, muối, mì chính, hạt tiêu, hạt nêm, đậu Hà Lan và ngô mình cần luộc qua, nếu không luộc ạ, khi chiên với cơm rất khó chín, ông bà cô chú ạ. Sau khi đã nêm xong gia vị, mình đảo đảo vài cái, sau đó là cho một ít lá hành là xong. Chiên xong cơm rồi thì chồng San xào thêm một món rau nữa. Hôm nay nhà San ăn cơm với rau xanh ông bà cô chú ạ. Rau này có thể ăn sống được rồi làm nộm nữa, thế nên là khi mà mình xào ấy không cần thiết phải xào lâu. Okay. Con mẹ ông bà cô chú ăn cơm ạ. Thì cơm rang ăn với tương ớt ngọt. Nhi chấm bút sư, nhi nó cái la cho đi. Cái này hảo sư mà. Không phải là cái nó cái dầu la chao này cơ, sư 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 thăng đó la chao. Vậy. Chứ cơ sư can đó mà. Là cơ sư hơi chao này thăng ở bên. Ừ. Sư. Ừ. Xin sư ba. Lọ tương ớt này San mới mua cả nhà, mà cách ăn kiểu này anh tự phát minh ra nè. Mà cơm chiên ăn với tương ớt cũng ngon. Xong rồi ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với vợ chồng San ạ. Điều điểm tạ. Điều điểm tạ. Chứ cơm có thể muốn thỏ ra mấy yến ấy. Đâu mấy yến. Chả là phát những cái gì chỉ sơ đó, không phải tăng đủ sơ. Nhiều quê mà. Ừ. Ăn với tương ớt ngon. Hồ sơ. Sa ăn cay thì chỉ ăn được cái tương ớt này thôi này. Cũng cay lắm ạ. Nhưng mà bỏ ít cũng ăn được. Còn chồng Sa này ăn cay từ bé đến lớn á, ăn quen rồi. Nhưng mà nấu cơm ấy, tại vì Sa không ăn được cay ấy, nên là anh cũng không ăn luôn.
是吧？啊？你们十吧，说十啊。什么？随便说什么，或者儿子啊，或什么都行。嗯，儿子喜欢吃这个饭，你就给他一点。笑得好。Quang Trạch cũng rất là thích ăn cơm chiên Dương Châu mà cô chú ạ. Lát nữa con về thì Sang sẽ chiên cho con một bát. Ở bên trong có ngô này, với lại đậu Hà Lan xào cùng với cơm. Ăn ngọt lắm ạ. Ăn no rồi. Con ăn no rồi. Con ăn no rồi. Mẹ ơi mà cô chú ăn cơm à? Ừ, học quẹ. Cô chú bố chở. Mẹ. Mẹ, chú bố chở chứ tớ xa lời mà. Ừ, học, đi xem chứ. Nhanh, đi chơi vào. Hào băng. Quang Trạch giỏi quá, ông bà cô chú vợ ăn rau. Con ăn rau ạ. Rồi. Mang tiền chứ. Hào chứ mà. Mama